đấm vào mặt người giúp việc vì bị góp ý ăn quá nhiều. Một người đàn ông ở Singapore đã bị kết án 6 tháng tù và phải bồi thường cho nạn nhân hơn 6.300 đô la Mỹ. Surya Krishnan, 25 tuổi, đã bị kết án 6 tháng tù và được yêu cầu phải bồi thường cho nạn nhân 8.500 đô la sinh, tương đương với khoảng 6.300 đô la Mỹ Surya đã bị buộc tội tự ý gây tổn thương cho người giúp việc khi đấm ba phát vào mặt nạn nhân, khiến cô này bị gãy xương. Surya còn đánh vào đầu, vai và đùi của người giúp việc. Tòa án cho biết nạn nhân là một người phụ nữ 27 tuổi, quốc tịch Myanmar, do chị gái của Surya thuê làm người giúp việc. Khi gia đình của Surya tổ chức sinh nhật cho cha tại căn hộ, Surya đã yêu cầu người giúp việc chuẩn bị thêm một số thức ăn cho anh này. Người giúp việc nói rằng Surya đã ăn rất nhiều Lời nói này cùng với việc cô không cắt thạch theo cách Surya mong muốn đã khiến cho anh bực bội. Surya đã mắng nạn nhân khiến mẹ anh phải can nhăn. Và sau đó thì Surya đã rời khỏi bếp nhưng liền quay lại và đấm vào mặt người giúp việc mấy phát. Surya sau khi bị người nhà khống chế và người giúp việc được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cô bị gãy sàn hốc mắt phải, bị bầm tím và chảy máu, đau khi chuyển động mắt. Nạn nhân đã được xuất viện để điều trị ngoại trú và bệnh viện đã trình báo vụ việc tới cảnh sát.